Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Ông Hoàng Trung Hải thực sự đi cách chức hay được tăng chức? Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cảnh cáo ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó Thủ tướng, sau khi xem xét vi phạm của ông liên quan đến TISCO 2, tức dự án phát triển công ty gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2. Đây là một dự án do nhà thầu Trung Quốc nhận nhưng không thể vận hành và đã gây thất thoát đến hơn 8.000 tỷ đồng. Quyết định cảnh cáo ông Hoàng Trung Hải được Văn phòng Trung ương Đảng thông báo tại cuộc họp ngày 10 tháng 1 với sự chủ trì của ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Theo nội dung kết luận cảnh cáo của Bộ Chính trị đối với ông Hoàng Trung Hải được báo chí dẫn lại trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cũng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã có những vi phạm khuyết điểm liên quan đến dự án TISCO 2, tức dự án mở rộng công ty gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, gây thất thoát khoảng 8.000 tỷ đồng. Vi phạm khuyết điểm của ông Hoàng Trung Hải là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức Đảng Cộng sản và cá nhân, là nguyên văn thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng. Trước đó, tin ông Hoàng Trung Hải bị đề nghị kỷ luật khiến cho dư luận trong dân cũng như trên mạng xã hội chú tâm theo dõi, cũng như thắc mắc về mức độ kỷ luật sẽ như thế nào và không rõ sự nghiệp chính trị của ông Hoàng Trung Hải đi về đâu trong những ngày tới. Trước tin ông Hoàng Trung Hải bị cảnh cáo vì sai phạm khuyết điểm nghiêm trọng liên quan đến vụ TISCO 2, nhà báo Võ Văn Tạo là người từng bày tỏ với phóng viên rằng nếu ông Nguyễn Phú Trọng muốn công việc đốt lò của mình được dân tin thì nên đưa ông Hoàng Trung Hải ra xét xử trước tòa mới đúng. Nay nói rằng ông không giấu được sự ngạc nhiên của mình. Thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải ở mức cảnh cáo làm tôi bất ngờ, bởi vì lâu nay trong dư luận cán bộ đảng cũng như người dân trong nước đã không hài lòng với cách xử lý trước đây đối với các quan chức sai phạm. Gần đây thì đã có sự thay đổi, chẳng hạn trường hợp của Đinh La Thăng, đương kim Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Sài Gòn bị khởi tố hình sự và bị tuyên án với mức án cũng khá nặng nề. Dư luận đang phấn khởi là công cuộc đốt lò này đang cho không khí chính trị Việt Nam một sinh khí mới. Nhưng việc ông Hoàng Trung Hải kỳ này chỉ bị cảnh cáo thôi, tôi thấy thất vọng. Coi như chuyện đốt lò hình như không được công bằng, cũng không đến nơi đến chốn. Trong vụ ông Hoàng Trung Hải bị Ban Kiểm tra Trung ương đưa ra thì chỉ nêu một trường hợp là dự án giai đoạn 2 mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên thôi. Thiệt hại 8.000 tỷ đồng là nhiều hơn cả vụ AVG chứ. Hồi ông Hoàng Trung Hải làm Phó Thủ tướng đặc trách khối công nghiệp thì đến giờ hậu quả của nó là 12 dự án mà cái nào cũng thua lỗ ngàn tỷ cho đến chục ngàn tỷ. Gang thép Thái Nguyên chỉ là một trong 12 dự án đó thôi. Chưa nói chuyện có tham nhũng hay không, chỉ riêng trách nhiệm Phó Thủ tướng đặc trách khối công nghiệp mà để thất thoát như thế thì lôi ra tòa là được rồi. Dự án AVG được nói tới là vụ án tham nhũng liên quan đến các quan chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng khiến cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị tuyên án tù chung thân. Ông Phạm Thành, phóng viên lâu năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam ở Hà Nội cho biết: Tôi không bất ngờ về chuyện ông Hoàng Trung Hải chỉ bị kỷ luật cảnh cáo. Theo luật lao động thì cảnh cáo là hình thức nhẹ nhất, thấp nhất trong 7 hình thức cảnh cáo. Nhà báo Phạm Thành vẫn giữ quan điểm mà ông thường nói là có yếu tố Trung Quốc trong vụ kỷ luật Hoàng Trung Hải. Tôi nói lại không bất ngờ vì lý do muốn xử lý Hoàng Trung Hải là phải có ý kiến của Bắc Kinh. Hoàng Trung Hải tội rất nhiều và dư luận cũng biết thế và cũng rất nhiều áp lực lên Bộ Chính trị mà đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng tung tin lúc đầu là phải xem xét kỷ luật để làm hài lòng dân chúng và người làm đơn tố cáo vạch tội Hoàng Trung Hải. Cái tội của Hoàng Trung Hải không chỉ là gang thép Thái Nguyên mà toàn bộ hệ thống nhiệt điện của Trung Quốc đưa về Việt Nam. Khi Hoàng Trung Hải còn làm phó thủ tướng đã rước về, nhận mấy cái phế thải ấy về, lẽ ra Trung Quốc phải mất tiền thuê bãi làm phế thải, nhưng Hoàng Trung Hải lại tổ chức đưa về thì phải trả tiền cho Trung Quốc. Kỷ luật ở mức độ cảnh cáo thì chưa rõ nặng nhẹ vì chưa thấy thêm biện pháp đi kèm là suy nghĩ của blogger Bùi Thanh Hiếu từ Berlin, Đức. Tôi không biết có thêm cái chế tài nào đấy kèm theo hay chỉ cảnh cáo không. Có những trường hợp cảnh cáo xong rồi thì có thể là họ hạ chức vụ xuống, đưa ra khỏi Bộ Chính trị hay Trung ương Đảng hay là dừng lại ở mức độ cảnh cáo. Cái này tôi cũng không ngạc nhiên,
Tôi từng nhận định là cảnh cáo cũng vừa đủ để con đường đi tiếp không đến mức nặng nề đối với ông Hoàng Trung Hải. Một nhà nghiên cứu độc lập đang ở Singapore, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, trước từng dự kiến việc xem xét kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải chỉ ở mức độ cảnh cáo hoặc khiển trách là nhiều. Giải thích thêm rằng luật cảnh cáo là cảnh cáo chứ không kèm theo cái gì cả. Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam có mấy mức kỷ luật? Mức nhất là phê bình, thứ hai là khiển trách, thứ ba là cảnh cáo, thứ tư là khai trừ. Bốn mức như thế. Phê bình thì không ghi lý lịch, nhưng từ khiển trách, cảnh cáo đến khai trừ thì sẽ phải ghi lý lịch và sẽ có hậu quả nặng nề về mặt hành chính nhà nước, chứ không chỉ là kỷ luật đảng nữa. Cho nên cảnh cáo là cảnh cáo thôi chứ không khai trừ. Không khai trừ thì ông vẫn nguyên vị trí đấy. Sau cảnh cáo này, người ta điều ông đi đâu, làm gì thì sau này mới rõ được. Bản chất của vụ Tisco 2 là thỏa thuận giữa hai chính phủ và hai đảng Cộng sản. Đấy là mấu chốt. Hồi đó, ông Hoàng Trung Hải là Phó Thủ tướng, thay mặt cho chính phủ Việt Nam ký thỏa thuận và ký trả tiền cho doanh nghiệp Trung Quốc. Thì đấy là các sai lầm của tất cả các ông trong Bộ Chính trị. Trong quá trình làm thì doanh nghiệp Trung Quốc không làm nổi, làm hỏng mà vẫn nhận khoản thanh toán. Nếu bình thường ra thì phải kiện cái doanh nghiệp Trung Quốc đấy. Giờ thì lại thấy ông Hoàng Trung Hải bị cảnh cáo. Riêng ông Hoàng Trung Hải này thì mọi người hiểu ông không dính trực tiếp mà lúc ấy ông chỉ ký những tài liệu người ta gửi từ dưới lên và quan trọng nhất là từ cái liệu tài liệu thanh toán tiền cho Trung Quốc vì người ta làm xong rồi. Thế thì lỗi phải chịu phải từ cấp bộ trưởng trở xuống. Ông Hải không có nhận hối lộ cho nên hình thức kỷ luật nói thế là có nghĩa là khó có khả năng dẫn đến việc điều tra để khởi tố ông ấy. Công cuộc chống tham nhũng thường được người dân Việt Nam gọi là công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được phát động từ khoảng giữa năm 2016 sau Đại hội Đảng 12. Từ đó đến nay đã có nhiều quan chức cấp cao của Đảng từ Trung ương đến địa phương bị kỷ luật với các cáo buộc cố ý làm trái các quy định trong quản lý hoặc tham nhũng. Báo cáo mới đây của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng năm 2019 cho thấy đã có 92 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó có hai ủy viên Bộ Chính trị, ngoài ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải. Trước đó có ông Đinh La Thăng, một ủy viên Bộ Chính trị khác cũng bị kỷ luật và kết án tù tổng cộng 30 năm vì những sai phạm trong quản lý kinh tế. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vào ngày 7 tháng 2 đã bị thay thế bởi Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ theo quyết định của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và được chuyển về tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng 13. Nhận xét về việc điều ông Hoàng Trung Hải về tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng 13, nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình, người từng làm việc tại tạp chí Cộng sản cho rằng đây có thể là một bước lùi trong sự nghiệp chính trị của ông Hải. Ông giải thích, có những trường hợp như ông Đinh La Thăng lên làm phó trưởng ban kinh tế Trung ương, sau đó bị bắt. Thường thường việc điều chuyển lên một cơ quan trung ương có tính chất ít quyền lực, không quan trọng, thường thường để vô hiệu hóa trước khi về hưu hoặc trước khi bị bắt. Chưa thấy trường hợp nào đang ở vị trí chủ chốt của một địa phương mà lên trung ương, nhưng ở ban không quan trọng sau đó được điều chuyển lại những vị trí quan trọng. Hầu như chưa có trường hợp nào. Bây giờ chưa rõ là ông ấy sẽ về hưu hay bị bắt. Tôi nghĩ khả năng bị bắt khoảng 30 đến 40%. Còn lại là 60 đến 70% là cho về ngồi chơi xơi nước rồi về hưu. Không đồng tình với quan điểm của nhà báo Nguyễn Vũ Bình, ông Phạm Thành, cựu nhà báo từng công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam cho rằng với thiệt hại lớn như Tisco 2 gây ra, nhưng ông Hoàng Trung Hải chỉ bị cảnh cáo là hình thức kỷ luật nhẹ nhàng nhất, cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng phải làm động tác xem xét kỷ luật nhằm làm dịu phản ứng của dư luận. Trước đó, trong phiên họp thứ 17 của Ban chỉ đạo tại Hà Nội vào ngày 10 tháng 1, ông Hoàng Trung Hải bị Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do những gì sai phạm liên quan đến dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên Tisco 2. Dự án Tisco 2 do công ty gang thép Thái Nguyên cùng với Tổng công ty thép Việt Nam và nhà thầu Trung Quốc MCC đảm nhiệm. Vào năm 2013, dự án đã tạm dừng thi công cho đến nay. Theo kết luận của thanh tra toàn diện về dự án Tisco 2 của Thanh tra Chính phủ Hà Nội, thì công ty gang thép Thái Nguyên điều chỉnh sai quy định từ 3.800 tỷ đồng lên 8.100 tỷ đồng, thanh toán cho MCC trên 92% giá trị hợp đồng,
nhưng các hạng mục của dự án đều chưa hoàn thành. Còn ông Hoàng Trung Hải được xác định có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án này. Văn phòng Trung ương Đảng đăng tải thông báo ghi rõ những vi phạm khuyết điểm của ông Hoàng Trung Hải là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Nhà báo Phạm Thành khẳng định không hề có chuyện ông Nguyễn Phú Trọng đang hạ chức ông Hoàng Trung Hải vì ông cho rằng xử lý Hoàng Trung Hải là đụng đến vấn đề cán bộ do Trung Nam Hải quản lý. Vẫn theo nhà báo Phạm Thành, chức vụ mới của ông Hoàng Trung Hải được ông Nguyễn Phú Trọng soạn thảo trên thực tế nhằm kế vị cho sự lãnh đạo kế tiếp của Đảng Cộng sản. Có thể thấy sự sắp xếp để cho ông Hải là phó trưởng ban và trưởng ban là ông Nguyễn Phú Trọng thì rõ ràng không phải chức vụ của ông Hải bị giảm đi mà do có mưu đồ lớn, nhà báo Phạm Thành lập luận. Ông Nguyễn Phú Trọng theo kịch bản của Trung Quốc sẽ nhấc ông Hoàng Trung Hải lên một vị trí quan trọng hơn trong đảng và nhà nước, hơn cả chức bí thư thành ủy thành phố Hà Nội như ông đã từng giữ chức. Ông này là con bài của Trung Cộng cài cắm lâu và thường chỉ làm những việc đứng sau phá hoại nước Việt Nam bằng kịch bản kinh tế, chứ không phải kịch bản chính trị. Ông này rất ít phát biểu đối với các vấn đề chính trị mà ông lặng lẽ làm việc rất cụ thể và ký hiệp định bật đèn xanh tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Trung Quốc đưa đầu tư vào Việt Nam theo nguyên tắc đầu tư lỗ thì Việt Nam chịu, còn Trung Quốc theo mức đầu tư đó mà tính lãi. Trung Quốc không những không mất bãi để thuê nơi để đổ những đồ phế thải của họ mà còn bán được cho Việt Nam với giá cao. Chẳng hạn như đường sắt trên cao Hà Nội Cát Linh là một bằng chứng rất rõ ràng. Bây giờ vẫn chưa hoạt động dù dự án đã tăng gấp 3 lần vốn, đã 10 năm rồi. Hiện mỗi năm Việt Nam phải trả cho Trung Quốc 436 tỷ. Dưới góc nhìn của cá nhân nhà báo Nguyễn Vũ Bình cho rằng những tổn thất trong các dự án liên kết với Trung Quốc không chỉ do ông Hoàng Trung Hải, nguyên Phó Thủ tướng gây ra mà còn có sự tham gia của các cấp lớn hơn. Các dự án của Việt Nam nói chung liên kết với Trung Quốc gây thiệt hại cho đất nước này. Còn cái phần riêng của ông phần Hoàng Trung Hải vì ông có nguồn gốc Trung Quốc nên nhiều người đặt vấn đề cá nhân. Nhưng thường thường những dự án lớn theo tôi phải biết thông qua Bộ Chính trị chứ cá nhân không có vai trò lớn lắm để quyết định. Còn những dự án nhỏ thì Thủ tướng, Phó Thủ tướng có thể quyết định. Cái chung của Việt Nam là các dự án với Trung Quốc gây thiệt hại cho nước rất là nhiều. Trong phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo tại Hà Nội được tổ chức vào ngày 10 tháng 1, ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã khẳng định Việt Nam sẽ đưa ra xét xử 10 vụ án kinh tế lớn được dư luận quan tâm, trong đó có vụ án tại nhà máy gang thép Thái Nguyên trong năm 2020 này. Dự án mở rộng giai đoạn 2 nhà máy gang thép Thái Nguyên là một trong 12 dự án ngàn tỷ bị cho là yếu kém của ngành công thương Việt Nam, đến nay vẫn chưa thể giải quyết. Ông Hoàng Trung Hải bị kỷ luật là trường hợp thứ hai một ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật trong nhiệm kỳ khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trường hợp thứ nhất đó là ông Đinh La Thăng hiện đang phải thụ án tù 30 năm. Vào đầu năm, Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Đại hội Đảng 13. Nhiều nhà quan sát cho rằng thời gian trước đại hội là giai đoạn các phe phái trong đảng ra sức để củng cố thế lực của họ trước đối phương. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.